một người phụ đi cùng. Sau nhiều lần nhắc nhở không được, cả hai đã xảy ra đánh nhau, hậu quả là một người bị đâm chết. Sau gần 3 ngày được di chuyển từ biển vào đất liền, chiều ngày 2 tháng 3, Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Phết, 37 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Lê Văn Yên, 37 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Theo lời khai ban đầu của Phết tại cơ quan điều tra, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28 tháng 2, trong lúc mọi người cùng nhau kéo lưới để thu hoạch cá, do anh Yên làm mạnh tay, làm phần lưới bên Phết cùng một số người khác gặp khó khi kéo và bị đau tay. Phết nhắc nhở nhưng Yên không nghe nên cả hai xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Trong lúc nóng giận, Phết chạy vào cabin tàu, lấy dao đâm, khiến Yên bị thương nặng và chết trên đường đưa vào đất liền cấp cứu. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy là một người chết tại chỗ vừa xảy ra vào rạng sáng hôm nay ngày 3 tháng 3 trên tuyến quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30, anh Phạm Trọng Phi, 40 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chạy xe máy hiệu Exciter trên quốc lộ 1K hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Biên Hòa. Khi đến khu vực chợ Nội Hóa thuộc phường Đông Hòa, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, anh Phi tông vào đuôi xe tải chở nước đá đang dừng sát lề đường để bốc hàng. Cú tông mạnh làm anh Phi đập đầu vào thùng xe tải, ngã ra đường chết tại chỗ, còn chiếc xe máy hư hỏng nặng. Công an thị xã Di An đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.